Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Laptop. Và một năm cũng đã sắp sửa kết thúc rồi. Rất nhiều mẫu laptop đã được bán ra tại Thế Giới Di Động, nhưng mẫu nào bán chạy nhất và vì sao thì cũng chưa ai rõ cả. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi xem rằng những mẫu laptop nào đã được người dùng ưa chuộng nhất tại Thế Giới Di Động trong năm 2018 nhé. Và khi nói về cái mẫu laptop bán chạy nhất tại Thế Giới Di Động thì nhiều anh em sẽ nghĩ rằng nó sẽ là những cái mẫu máy tính thuộc phân khúc từ 5 đến 7 triệu đồng. Vì trong cái phân khúc này thì nó sẽ phù hợp với lại cái mặt bằng chung của thu nhập của người Việt Nam. Nhưng kết quả thì không phải, mà nó thuộc về một chiếc laptop có giá bán lên tới là 13,99 triệu đồng. Và Acer Aspire E5476 chính là mẫu laptop đã bán chạy nhất tại Thế Giới Di Động trong năm vừa qua, bởi vì những cái điểm nhấn của nó hoàn toàn thuyết phục được những người mua hàng khó tính. Cụ thể hơn thì máy có bề ngoài được hoàn thiện bằng thiết kế vân xước độc đáo nè, hoạt động mượt mà, và khi sử dụng cái bộ vi xử lý i5-8250U 1.6GB kết hợp với lại 4GB RAM DDR4 và ổ cứng lưu trữ HDD 1TB. Và không thể không nói tới cái bộ nhớ Intel Optane 16GB đã giúp cho cái mẫu laptop Acer Aspire E5476 này mang lại một cái hiệu suất tốt dành cho người dùng, từ những người dùng phổ thông, học sinh, sinh viên cho tới những bạn khối văn phòng, hoặc thậm chí là những người nào mà muốn chơi game như là Liên Minh hoặc là PUBG Mobile đều có thể tậu được cái chiếc laptop này, bởi vì nhờ vào cái bộ nhớ Intel Optane đã giúp cho nó khởi động nhanh, chẳng khác gì như là sở hữu một ổ SSD ở bên trong. Và cũng chính nhờ bộ nhớ Intel Optane này mà không chỉ là khởi động nhanh, mà khi nào mà anh em mở những cái ứng dụng lên thì nó cũng mở nhanh hơn so với lại những cái mẫu laptop trong cùng tầm giá nhưng không có ổ Intel Optane. Và ngoài ra Acer Aspire E5 còn sử dụng cổng kết nối đa dạng, màn hình kích thước là 14 inch, độ phân giải là Full HD với công nghệ hiển thị là Acer Cine Crystal LED Backlit sắc nét và công nghệ âm thanh True Harmony sống động và thời lượng pin lâu dài. Mẫu laptop thứ hai trong danh sách bán chạy nhất tại Thế Giới Di Động thuộc về Dell Inspiron 3576 với mã chip là i5-8250U. Và có thể nói là khi nhìn về bề ngoài của chiếc laptop này thì nó toát lên một cái sự hầm hố chắc chắn, phù hợp với lại giới doanh nhân hoặc là những bạn nam thích có được một cái chiếc laptop mạnh mẽ và bền bỉ, đúng nghĩa là nồi đồng cối đá đến từ Dell. Và thêm một lựa chọn nữa mà mình nghĩ là Dell họ nhận được cái sự ưu ái từ người dùng cũng như là tin dùng để lọt vào top 2, đó là nhờ vào cái chính sách bảo hành tận nơi đối với lại Inspiron này. Tức là khi mà bạn bị hư máy, chỉ việc gọi điện cho tổng đài và sẽ có nhân viên sửa chữa đến tận nhà để thay thế linh kiện luôn cho bạn, chứ không mang máy về để sửa đợi chờ quá lâu. Và quay trở lại với Dell Inspiron 3576 thì ngoài con chip Core i5-8250U ra thì dung lượng RAM của máy sẽ là 4GB, nhưng quan trọng nhất là máy có card đồ họa rời AMD Radeon 520. Với việc là sở hữu card đồ họa rời như thế này thì anh em có thể chiến được PUBG ở đồ họa là low setting hoặc là Dota 2 ở mức thiết lập đồ họa thấp nhất luôn. Và ổ cứng lưu trữ rộng rãi của máy là 1TB để anh em có thể thoải mái lưu trữ được nhiều bộ phim cũng như là nhiều tài liệu của chúng ta mà không cần mua thêm ổ nhớ gắn ngoài nữa. Và tất nhiên là với kích thước màn hình là 15.6 inch thì độ phân giải của máy sẽ là Full HD để giúp cho hiện tượng là hình ảnh cũng như là cái hiện tượng text chữ nó không có bị răng cưa nữa. Và ngoài ra cái độ lớn màn hình này sẽ phù hợp với lại việc anh em vừa giải trí vừa làm việc luôn. Và tất nhiên là không thể nói tới việc là máy vẫn có nhiều cổng kết nối thông dụng để giúp cho chúng ta sao lưu dữ liệu hay là trình chiếu slide nó dễ dàng. Và cái mẫu laptop thứ ba ở trong danh sách này đó chính là HP15DA0054TU. Như anh em khi xem qua cái khối lượng là 1.77kg của máy thì tỏ ra hơi lo ngại, vì lúc này là cảm thấy cái khối lượng của nó nặng hơn nếu như so với lại những cái chiếc laptop Dell hay là Acer ở đầu video clip. Nhưng mà khi nghĩ lại thì đối với lại cái độ lớn màn hình là 15.6 inch và bên cạnh đó là máy có được ổ đĩa quang để mà đọc DVD cũng như là ghi chép đĩa CD các kiểu vân vân, thì mình nghĩ là khối lượng 1.77kg là hợp lý. Nếu như so với lại các mẫu laptop mình lên tới 2kg hay là 2.3kg thì là cái mẫu laptop HP của chúng ta vẫn còn nhẹ chán, đúng không? Và cấu hình của chiếc laptop này là Core i3 Kaby Lake, bộ nhớ RAM là DDR4 4GB, ổ cứng là HD 500GB, thì sẽ giúp cho máy chạy tốt các ứng dụng như là Word, Excel, PowerPoint. Và ngoài ra nếu như mà anh em muốn làm việc nặng hơn một chút với lại Photoshop hoặc là Adobe Lightroom thì mình nghĩ là vẫn ổn. Khi mà chúng ta dùng cái chiếc máy này để dựng clip bằng Adobe Premiere Pro thì mình nghĩ là hơi căng đó, anh em dùng Camtasia 9 thì vẫn ok rồi. Và thiết bị sẽ có màn hình là kích thước 15.6 inch, độ phân giải là Full HD, và ngoài ra thì là công nghệ màn hình của máy là HD Bright View LED Backlit với màu sắc trung thực và góc nhìn rộng. Và không thể nói tới việc là nó có loa kép to rõ, bàn phím có độ nảy tốt, và tất nhiên là có cái hệ thống bàn phím số để mà anh em có thể nhập dữ liệu nó dễ dàng hơn. Và cổng kết nối đa dạng là những điểm mà mình đánh giá cao trên mẫu HP15DA0054TU này.
Chiếc laptop thứ tư ở trong danh sách đó là Dell Inspiron 3576 luôn, cũng là Core i5-8250U, tức là nó cấu hình cũng như là thiết kế giống y hệt với lại chiếc Dell Inspiron 3576 đứng ở vị trí thứ hai. Chỉ khác biệt một chút là chiếc laptop này nó không có card đồ họa AMD Radeon 520 rồi, mà thay vào đó máy sẽ sử dụng card đồ họa onboard Intel HD Graphics. Và tất nhiên là khi mà không có card đồ họa rồi thì cái mẫu Dell Inspiron 3576 này của chúng ta cũng sẽ có giá bán rẻ hơn, và giá bán của máy lúc này là 14,69 triệu đồng anh em nhé. Và chiếc laptop cuối cùng ở trong danh sách này đó chính là Apple MacBook Air 2017. Và đến đây thì có thể khẳng định rằng người Việt khi mà họ đi mua laptop thì họ sẵn sàng chi một lần là hơn chục triệu luôn để đổi lại có được một chiếc máy tính xách tay xài lâu dài đâu đó từ 3 năm đổ lên. Và bất ngờ hơn nữa khi mà Apple MacBook Air 2017 lại lọt top 5 những chiếc laptop bán chạy nhất tại thế giới di động. Và theo mình, việc nó bán chạy bởi vì nó là chiếc laptop MacBook có giá thành rẻ nhất của Apple ở thời điểm hiện tại khi xét về hàng chính hãng, tức là máy dừng giá ở đâu đó là 21,99 triệu đồng. Nếu như so với lại chiếc MacBook Pro đời 2017 đâu đó là 33 triệu thì Apple MacBook Air 2017 vẫn còn rẻ chán. Nhưng đổi lại thì cái độ mỏng của máy cũng như là khối lượng của nó đều làm người dùng ấn tượng. Bởi vì so với lại những chiếc notebook trong cùng tầm giá thì độ mỏng của MacBook Air 2017 vẫn thực sự là làm cho người dùng phải chú ý tới nó. Và quan trọng hơn là tuy độ lớn màn hình là 13,3 inch nhìn nó cũng gọi là hơi to một chút, nhưng mà khối lượng của máy chỉ dừng là ở mức đâu đó là 1,35 kg mà thôi, hoặc là gần 1,4. Qua đó giúp cho cái độ tiện dụng cũng như là cái tính cơ động của nó cao nếu như so với lại những chiếc laptop gaming trong cùng tầm giá và so với lại chiếc notebook luôn, thì cái khối lượng 1,35 hay là 1,4 kg của nó là vẫn ổn. Và bên cạnh đó thì cấu hình của MacBook Air là Intel Core i5 Broadwell cùng với dung lượng RAM là 8GB và ổ cứng SSD là 128 đã giúp cho cái chiếc laptop này đáp ứng thoải mái các tác vụ cơ bản. Word, Excel, PowerPoint thì cứ gọi là thoải mái sử dụng cái chiếc laptop này đi. Và mình cũng là người đã từng sử dụng MacBook Air rồi, khi mà làm những cái tác vụ khó hơn như là Photoshop, Lightroom, máy vẫn đáp ứng tốt anh em nhé. Thậm chí là khi download tựa game Dota 2 hay là Counter Strike từ Steam về, máy vẫn chiến tốt luôn. Chỉ có điều lúc này là quạt nó kêu hơi to một chút và cái phần kê tay của ta nó hơi nóng lên thôi, do nó được làm từ nhôm nguyên khối. Còn lại thì thật sự là không có gì để chê trách khi mà nói về MacBook Air 2017. Khi mà ở mặt phần mềm thì Apple cũng nâng cấp cho chiếc laptop này được lên phiên bản hệ điều hành macOS Mojave mới nhất. Và đó là 5 mẫu laptop nhất bán chạy tại hệ thống của tụi mình. Và mình nghĩ rằng trong năm 2019 thì rất khó để những mẫu laptop lọt top 5 của năm 2018 lọt vào bảng danh sách của năm tới. Bởi vì trong năm tới chúng ta sẽ xuất hiện thêm những mẫu laptop có viền màn hình nó siêu mỏng nè, có đèn nền backlit ở phần bàn phím cũng như là cấu hình nó tốt hơn, nhưng mà giá thành thì lại tương đương. Và đó cũng là điều mà mình đánh giá là quy luật tự nhiên thôi, vì mỗi năm điện thoại mỗi đổi, nói chi là tới laptop của chúng ta. Và quay trở lại thì không biết là trong 5 cái mẫu laptop mà mình đã giới thiệu này, bạn ấn tượng cũng như là muốn mua mẫu nào nhất và vì sao? Mời bạn cứ thoải mái để lại bình luận của mình ngay phía bên dưới nhé. Tất nhiên một lần nữa anh em đừng quên bấm vào nút like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của tụi mình để đón nhận thêm những video hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và mình là Nhật, bye bye anh em.